Sáng ngày 11 tháng 5, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định Liên ngành tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng theo hình thức PPP. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh Cao Bằng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị. Dự án đường cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng có chiều dài tuyến là 121,06 km đi qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Thực hiện giai đoạn 1 từ nay đến năm 2026, mức đầu tư khoảng 93,35 km từ km 0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến khoảng km 93+350 điểm giao với quốc lộ 3, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Diện tích sử dụng đất là 735,17 ha, bao gồm tỉnh Lạng Sơn 312,01 ha, tỉnh Cao Bằng 423,16 ha. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 14.127,948 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 6.580 tỷ đồng, vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 7.547,948 tỷ đồng. Quá trình thẩm định, cơ quan thường trực hội đồng đã nhận được 12 trên 13 ý kiến của các thành viên, còn một thành viên là Bộ Xây dựng chưa có ý kiến. Hội đồng thẩm định nêu rõ, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cơ bản đã thể hiện được các nội dung phù hợp với chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, còn một số nội dung khác tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục hoàn thiện. Dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được phê duyệt tại quyết định số 1454/QĐ-TTC về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030. Hội đồng thẩm định đánh giá cao báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã tham khảo các mỏ vật liệu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt vào quy hoạch các mỏ vật liệu và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản thống nhất đưa vào quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, các yếu tố đầu vào mới chỉ mang tính dự báo. Căn cứ các giải pháp thiết kế, khối lượng xây dựng công trình dự án, tỉnh Cao Bằng sẽ xác định tổng nhu cầu từng loại vật liệu, cát, đá, sỏi, đất đắp, vị trí, trữ lượng và điều kiện khai thác tại các mỏ. Hội đồng thẩm định đề nghị Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn tiếp tục rà soát xác định diện tích sử dụng đất của dự án có thuộc hay không thuộc đối tượng phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và các loại tài sản kết cấu hạ tầng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tầm quan trọng của dự án đường bộ cao tốc, đây là công trình trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng. Tuyến đường đi vào hoạt động sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quê hương cách mạng Cao Bằng sẽ phát triển toàn diện, trong khi Cao Bằng còn nhiều tiềm năng lợi thế chưa được khai thác. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ thủ tục sẽ được khởi công trong thời gian sớm nhất.